Mến chào các bác. Trên tay em đây là chai nước rửa chén và chai dầu ăn. Hôm vừa rồi em có lên video chia sẻ cái cách mà chúng ta sử dụng nước rửa chén hòa với dầu ăn để xịt lên tán cây để phòng trừ các loại sâu bệnh cho hoa cây cảnh trong vườn nhà. Thì được sự đón nhận của rất là nhiều bác, bởi vì cái cách này nó khá an toàn với các loại hoa cây cảnh và an toàn với sức khỏe của những thành viên trong gia đình của chúng ta. Cho nên là thường các bác sẽ muốn tìm hiểu và mong muốn biết cách sử dụng an toàn nhất và hiệu quả nhất cho các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà, đặc biệt là hoa hồng các bác nhé. Và trên video em chia sẻ thì có một số bác đã đưa ra bình luận và em lọc ra được hai bình luận hay nhất để em chia sẻ cho các bác, để chúng ta cùng phân tích xem là cái cách mà chúng ta sử dụng nước rửa chén kết hợp với dầu ăn nó có hiệu quả không các bác nhé. Ở đây thì em in ra tờ A4 bởi vì mắt em kém cho nên là nhìn chữ bé là khó nhìn. Thì cái bình luận này em có đính kèm trên video để các bác tiện theo dõi và chúng ta sẽ tạm dừng video để đọc các bác nhé. Em sẽ đọc cái bình luận của hai bác này để các bác cùng theo dõi. Đầu tiên là bình luận của bác Phạm Hồng Việt. Tôi đang dùng 4 muỗng ăn cơm rửa chén, 5 muỗng ăn cơm dầu ăn, 5ml thuốc trừ sâu, pha 25 lít nước, dùng gần 2 năm nay trên các loại hoa cây, đa phần là mai là chính. An toàn tuyệt đối, hiệu quả nặng để trị 7 ngày, nhẹ phòng ngừa thì 15 ngày. Dùng dầu ăn với nước rửa chén, hiệu quả không quá 3 ngày. Bình luận thứ hai là của bác Hoa Nao hay là Nao Hoa. Mình thì hay dùng nước rửa chén với xà phòng phun cho cây cảnh. Đó, đây là hai bình luận mà em thấy khá là hay, muốn chia sẻ với các bác để chúng ta cùng phân tích cái ý của hai bác này để chúng ta tìm ra cái cách hay nhất. Ở đây thì bác Phạm Hồng Việt có chia sẻ đến cái liều dùng giữa nước rửa chén và dầu ăn, thì bác ấy có pha thêm cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả phòng trừ sâu bệnh cho cây, đặc biệt là bác ấy trồng mai vàng thì chắc là bác Phạm Hồng Việt này là người miền Nam, bởi vì ở miền Nam thì thường trồng rất là nhiều mai vàng để trưng và chơi Tết. Thì khi mà bác ấy pha thêm thuốc bảo vệ thực vật vào thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả phòng trừ sâu bệnh lên. Qua chia sẻ của bác thì theo em hiểu rằng là nếu mà cái cây trong vườn nhà các bác ấy nó bị sâu bệnh nặng thì 7 ngày chúng ta sẽ xịt cái chế phẩm đó một lần. Còn nếu mà phòng bệnh thì 15 ngày chúng ta sẽ xịt một lần. Và cái ý tiếp theo mà bác ấy chia sẻ là bác ấy sử dụng dầu ăn với nước rửa chén thì hiệu quả không quá 3 ngày. Theo em hiểu, ý của bác đó là nếu mà chúng ta pha giữa nước rửa chén và dầu ăn thì hiệu quả nó sẽ không cao bằng việc chúng ta sẽ pha thêm thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi đó 3 ngày chúng ta phải xịt một lần thì mới diệt được hết các loại sâu bọ côn trùng tấn công vào các loại hoa cây cảnh trong vườn, đặc biệt là những cái cây mà nó nở hoa có mùi hương thơm, ví dụ như là cái cây bạch thiên hương này, hoa nó cực thơm cho nên là nó hay bị bọ trĩ tấn công và các loại sâu ăn lá ăn hoa tấn công các bác nhé. Còn ý của bác Hoa Nao thì bác hay sử dụng nước rửa chén với xà phòng phun cho cây thì cách này cũng được nha các bác nhé. Tuy nhiên ấy, nước rửa chén và xà phòng nó có tác dụng tương tự, cho nên là nếu mà bác muốn pha hai chế phẩm này để phun cho cây thì các bác phải pha đúng liều lượng, không là nó sẽ cháy lá chết cây đó các bạn. Và đặc biệt khi mà sử dụng các cái chế phẩm mà chúng ta tự pha từ nước rửa chén với dầu ăn thì các bác phải có ni lông để che gốc nhé, không thì các bác để cho cái chế phẩm đó nó chảy vào gốc thì nó sẽ cháy rễ, nó làm chết cây đó các bạn. Bởi vì ấy, những cái chế phẩm này ấy, khi chúng ta pha thì nó khá là nóng, cho nên là em vẫn luôn luôn khuyên các bác là chúng ta phải pha đúng liều lượng để xịt lên tán cây. Một là nó hiệu quả, hai là nó an toàn cho cây. Không thì chúng ta chưa chữa được khỏi sâu bệnh thì cây đã chết bởi các cái chế phẩm mà chúng ta tự pha. Cho nên là các bác hết sức lưu ý nhé, với những cái cách khác nhau để chúng ta phòng trừ sâu bệnh cho các loại hoa cây cảnh trong vườn, nó đều hiệu quả, mang tới cái mục đích cuối cùng, đó là diệt hết các cái loại sâu bệnh để làm cho cây nó sinh trưởng, phát triển, đóng nụ và ra hoa được đẹp, được tốt, nó cho sản lượng thật là cao các bác nhé. Đó, cho nên là để các bác sử dụng an toàn các cái chế phẩm này thì các bác chỉ cần lưu ý. Thứ nhất
là cái liều dùng, thứ hai là khoảng cách giữa hai lần dùng, và thứ ba là chỉ xịt khi mà lúc trời mát vào lúc 6-7 giờ chiều, không xịt lúc trời nắng và không xịt lúc trời mưa. Nó sẽ làm giảm tác dụng khi mà chúng ta xịt các cái chế phẩm này lên lá, hoặc là nó sẽ làm cháy lá nếu mà thời tiết quá nắng nóng các bạn. Đó, các bác lưu ý cho em cái điều như vậy. Khi mà sử dụng các cái chế phẩm trong nhà bếp, ví dụ như là nước rửa chén với dầu ăn, thì nó sẽ an toàn hơn các thuốc bảo vệ thực vật các bạn. Tuy nhiên, cái tác dụng nó sẽ chậm hơn các cái thuốc bảo vệ thực vật. Vừa có một trận mưa rất là lớn, cho nên là cái dãy sen trong vườn nhà em nó đang bị dọa xuống này các bác này. Nhìn rất là tiếc. Những bông sen rất là đẹp mà nó dọa xuống như thế này thì nhìn không còn đẹp nữa. Và chờ đến ngày mai thì lại một loạt sen mới nở thì ngắm nó sẽ đẹp hơn các bác nhé. Đó, cho nên là cái cách mà chúng ta sử dụng các cái chế phẩm để chúng ta bảo vệ các loại hoa cây cảnh trong vườn, tránh hiện tượng bị sâu bệnh tấn công, là một điều cực kỳ quan trọng để các bác có những vườn hoa cây cảnh thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà, nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em của các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng chăm sóc các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà để nó nở hoa thật đẹp trang trí cho ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.